Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cắn, chương 156, lại là ngươi. Chấn động mãnh liệt từ nơi đó truyền ra, còn có những tiếng nổ vang trầm đục cùng với pháp lực khuếch tán ra xung quanh. Bước chân của Hứa Thanh dừng lại, ngẩng đầu nhìn về vị trí xa xăm phía trước, đồng thời trong đầu cũng nhanh chóng hiện lên đủ loại ý niệm. Phía trước hiển nhiên là có một tòa truyền tống trận đã bị mở ra, cũng đã có tu sĩ trúc cơ của Hải Thi tộc được truyền tống đến nơi này, mà thanh âm đấu pháp vang lên từ bên trong đó cũng khiến cho hắn có thể xác định là có tu sĩ thất huyết đồng ở đó đang đánh nhau cùng với tu sĩ Hải Thi tộc được truyền tống đến. Bây giờ tuyệt đại đa số đệ tử đều ở bên ngoài tiếp nhận các loại nhiệm vụ, mặc dù cũng có người ở thế giới dưới biển, nhưng trong hai tháng này Hứa Thành cũng chỉ gặp được một vài người, cho nên người phía trước khả năng đại khái là người cùng tiếp nhận một loại nhiệm vụ tìm kiếm và phá hủy trận pháp như hắn. Hứa Thành không hề hành động thiếu suy nghĩ, hắn lập tức che giấu tung tích, sau đó chậm rãi tiếp cận. Cho đến khi sắp đến chiến trường, hắn ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn cái bóng của mình một cái. Cái bóng đi theo Hứa Thành lâu như vậy, sớm đã quen thuộc tính cách của hắn, và lại một tháng trước còn bị lão tổ Kim Cương Tông vượt qua, cho nên bây giờ có phần ra sức, rất nhanh lan tràn ra ngoài. Nguồn sáng của thế giới dưới biển đến từ những dãy san hô tỏa ra sắc thái rực rỡ, tươi đẹp bốn phía. Những tia sáng này có thể khiến cho tu sĩ thấy rõ bốn phía, nhưng bởi vì ánh sáng này không được sáng cho lắm, cho nên cái bóng ở nơi đây gần như là mờ tới mức không thể nhìn thấy. Vì vậy trên cơ bản thì sẽ không có người nào phát hiện ra cái bóng đang lan tràn tiếp cận cả. Nhất là nơi đây vốn tràn ngập dị chất, điều này khiến cho cái bóng có thể yên lặng không một tiếng động, chậm rãi tới gần khu vực giao chiến. Nó nhanh chóng quan sát tình huống rồi lập tức trở về, truyền đạt một số cảm xúc cho Hứa Thành, sau đó dứt khoát trực tiếp bày ra một số hình dáng mà chỉ có Hứa Thành có thể nhìn thấy trên mặt đất. Hứa Thành cúi đầu nhìn xuống, mặc dù hắn có thể điều khiển và khống chế cái bóng, nhưng hắn không có cách nào mượn con mắt của nó để quan sát thế giới được. Nhưng mà hình ảnh mà cái bóng bày ra dưới mặt đất cũng đã chỉ rất rõ cảnh tượng đang xảy ra ở phía trước cho Hứa Thành. Ba tên tu sĩ trúc cơ của Hải Thi tộc vây công một đệ tử trúc cơ của Thất Huyết Đồng. Trong cảm giác của ngươi, bọn họ đều không phải là trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Hứa Thành nói nhỏ, cái bóng nhanh chóng gật đầu, sau đó tràn ra cảm xúc kích động và khát vọng. Người xác định đã kiểm tra cẩn thận chưa tiểu ảnh? Người nhất định phải giống như lão phu, luôn đặt an nguy của chủ tử ở chỗ cao nhất đây, nhất thiết không được qua loa chủ quan. Lão tổ Kim Cương Tông bên trong thiết thiên màu đen lập tức nắm lấy cơ hội trầm thấp mở miệng, đồng thời cũng đắc ý trong lòng, thầm nghĩ tí nữa nếu như không có gì bất ngờ, vậy thì lời nói này của lão sẽ khiến lão vẫn có thêm trọng lượng hơn ở chỗ Hứa ma đầu. Hưởng trực một chút công lao của cái bóng, nhưng nếu như cái bóng kiểm tra có chỗ sơ suất, vậy thì lời nói này của lão cũng sẽ khiến cho vị trí của lão nâng lên cao hơn trong lòng Hứa ma đầu. Cái bóng lập tức tỏ ra hùng hãn, tỏa định thiết thiếp màu đen. Hứa Thành không quan tâm bọn chúng, sau khi trầm ngâm một lúc thì cử động thân thể tới gần phía trước. Hắn bây giờ đã mở ra 28 đạo pháp khiếu, dựa theo hắn tính toán, nếu như có thể lại giết thêm 2-3 tên Hải Thi tộc, như vậy nhất định có thể mở ra 30 đạo pháp khiếu. Không thể bỏ qua. Hứa Thành một đường bí mật thu hồi tu vi, từng bước tiếp cận về phía trước. Lúc này chấn động phía trước cũng càng lúc càng lớn, trở nên rõ ràng, tiếng nổ vang cũng càng lúc càng gần hơn. Cho đến một lát sau, rốt cuộc Hứa Thành đã thấy được tòa truyền tống trận ở phía trước. Mảnh hải vực nơi này mọc đầy hải tảo dày đặc phủ lên cả trận pháp, nhưng lại không thể che đậy hết ánh sáng truyền tống từ bên trên trận pháp đang từ từ tản đi. Mà lúc này ở bên trên tòa truyền tống trận có một tên tu sĩ trúc cơ của Hải Ti tộc đang nhanh chóng điều chỉnh lại trận pháp, hình như là đang chuẩn bị truyền tống thêm nhiều tu sĩ Hải Ti tộc tới đây nữa. Tên tu sĩ Hải Ti tộc này khi còn sống là nhân tộc, bộ dáng bây giờ ngoại trừ màu da và trên người tràn ngập ti độc ra thì cũng không có khác người sống quá lớn. Thoạt nhìn thì gã giống như một thư sinh, mặc một bộ trường bào màu đen,
toàn thân chấn động, tu vi trên người cũng rất là mãnh liệt. Bên kia là một người đạo bào màu vàng đậm, là một thanh niên đệ tam phong của Thất Huyết Đồng. Kẻ giao thủ cùng với y chính là hai tên trúc cơ của Hải Ti tộc, có khí tức hơi yếu hơn một chút. Bốn phía ở nơi này cũng tồn tại những thủ đoạn bố trí khác. Hứa Thành vừa tiếp cận, cảm thấy mình đã bị ngăn cách và cắt đứt liên hệ với lệnh bài thân phận trên người. Nhưng Hứa Thành cũng không quan tâm tới cái này, mà cẩn thận quan sát chiến trường. Trên chiến trường, hai tay của thanh niên mặc đạo bào màu vàng của đệ tam phong đeo một đôi bao tay hơi mỏng màu đen. Trong lúc giao thủ, có hắc khí từ bên trên tràn ra, hình thành từng đạo thân ảnh mơ hồ quỷ dị khắp bốn phía. Đồng thời trên mi tâm của y còn có một cái bóng lưng giống như là họa thi. Bóng lưng này đang nỗ lực quay người, nhưng nó tựa hồ như bị cái gì đó hạn chế, vẫn không cách nào hoàn toàn quay người ra phía trước. Hai tên hải thi tộc giao thủ cùng với y tạo cho Hứa Thành một loại cảm giác như thanh niên trúc cơ của đệ tam phong kia đều không đạt tới cảnh giới mở ra huyền diệu thái, nhưng cũng vào khoảng mở ra 20 đạo pháp cứu. Bấy giờ hai tên hải thi tộc này vừa xuất thủ vừa điều khiển dị chất xâm nhập xung quanh, lại phối hợp thêm thân thể cường hãn cùng với thi độc trong người, còn là 2-1. Tất cả cộng lại khiến cho thanh niên đệ tam phong nhiều lần gần như rơi vào hiểm cảnh. Pháp thuật của đệ tam phong rất quỷ dị. Hứa Thành nhau mắt lại, nhìn qua cái bóng lưng ở trên mi tâm của thanh niên đệ tam phong, không nhớ tới đánh giá trong tông môn về đệ tam phong. Cũng ngay vào lúc này, một khi Hứa Thành nhìn thấy mấy người bên trong, bọn họ cũng lập tức chú ý tới hắn. Đệ tử đệ tam phong đột nhiên xuất thủ, bước lùi hai tên hải thi tộc bên người ra một chút, sau đó nhanh chóng gầm nhẹ về phía Hứa Thành. Nơi đây đã bị hải thi tộc hạ cấm chế, không thể truyền âm ra ngoài. Người tới giúp ta, ta nguyện ý trả cho người 10 vạn linh thạch. Đệ tử của Thất Huyết Đồng dưới loại tình huống này phần lớn sẽ mở miệng nói như vậy, bởi vì bọn họ đều biết coi như là đồng môn cũng không nhất định phải có nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau. Trong chớp mắt khi đệ tử đệ tam phong truyền ra lời nói này, tên tu sĩ thờ sinh của hải thi tộc đang bố trí trận pháp ở một bên cũng hơi nhăn mày lại, thân thể nhoáng một cái tạo thành từng tiếng nổ vang, lập tức vọt về phía Hứa Thành. Trong lúc lao tới, hai tay của gã cũng lập tức bấm niệm pháp quyết. Loại lực lượng có thể khiến cho lệnh bài thân phận bị cắt đứt liên hệ với bên ngoài nháy mắt khuếch tán ra bốn phía, khiến cho phạm vi bao phủ đã bao gồm cả Hứa Thành bây giờ lại càng bao phủ rộng thêm. Kể từ đó, trong phán đoán của gã, tên đệ tử Thất Huyết Đồng trước mắt này vừa mới tới, coi như là muốn rút lui ra phía sau để truyền tin thì cũng đã không còn kịp nữa rồi. Nếu như đã xuất hiện ở nơi này, vậy thì gã cũng quyết định sẽ lập tức chém giết đối phương ở đây. Mà gã cũng vô cùng tự tin về việc này, mặc dù bản thân gã chưa mở ra huyền diệu thái, nhưng cũng đã mở ra đến 29 đạo pháp khiếu. Cộng thêm với thân thể và năng lực khôi phục của hải thi tộc, phối hợp với đáy biển tràn đầy dị chất, gã nắm chắc đánh chết phần lớn tu sĩ cùng cảnh giới, lại càng không cần phải nói là tu sĩ trúc cơ của nhân tộc. Trúc cơ nhân tộc bị gã giết cũng không hề ít. Lúc này toàn bộ pháp khiếu trong cơ thể của gã lập tức mở ra, tốc độ bạo phát. Nhưng ngay sau đó, trong mắt của gã lộ ra một tia bất ngờ, bởi vì tên tu sĩ Thất Huyết Đồng phía trước kia lại không rút lui bỏ chạy như gã tưởng tượng, mà lại vọt thẳng về phía gã. Có vẻ như người rất tự đại tu vi và chiến lực của mình, cho nên không trốn mà tiến tới sao? Như cái này không phù hợp với cách làm của đệ thất phòng Thất Huyết Đồng các người. Nếu đã như vậy thì nhìn xem thực lực của người và nhục thể của ta ai mạnh hơn đi. Tên tu sĩ hải thi tộc này mở miệng cười lạnh, nhưng tốc độ cũng không giảm chút nào, giống như muốn dùng thân thể tông tới, khiến cho thân thể huyết nhục của Hứa Thành tàn vỡ. Trong chốc lát, hai người bọn họ mỗi người dùng tốc độ lao tới, càng ngày càng gần. Áo bào tím, đây là đệ tử đệ thất phòng. Đúng ra ở đệ thất phòng không có kẻ đần mới phải. Xa xa, thanh niên đệ tam phòng bị vây công lúc này, muốn mượn cơ hội để thoát thân, nhưng không cách nào làm được, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Trong một cái chớp mắt, ánh mắt của thanh niên đệ tam phong bỗng nhiên co rút lại. Cách đó không xa, Hứa Thành và tên tu sĩ thư sinh của hải thi tộc đang nhanh chóng tiếp cận với nhau. Khi hai người chỉ còn cách nhau 10 trượng, cả hai đồng thời triển khai thủ đoạn của mình, khiến cho tốc độ trong chớp mắt tăng vọt. Hứa Thành dùng lông vũ, tên hải thi tộc có bộ dáng thư sinh thì dùng một cái quạt giấy màu đen. Bọn họ lập tức lấy ra pháp khí, nháy mắt tăng tốc,
nhưng phương hướng của cả hai người lại không giống nhau. Ngay một khắc, Hứa Thanh dùng pháp khí lồng vũ tăng cường tốc độ trên người. Hắn chợt thay đổi phương hướng, mục tiêu không phải là tên thư sinh hải thi tộc này, mà là hai tên hải thi tộc đang vây công thanh niên đệ tam phong kia. Đầu tiên phải đánh chết những kẻ yếu trước, đây cũng luôn là chiến thuật được Hứa Thanh sử dụng. Bình thường hắn dùng chiến thuật này đều rất thuận lợi, lần này lại phối hợp thêm với pháp khí lồng vũ, khiến cho tốc độ của bản thân càng ngày càng nhanh hơn. Nhưng ngay khi Hứa Thanh đột nhiên thay đổi phương hướng, phóng tới vị trí của thanh niên đệ tam phong, tên thư sinh hải thi tộc kia cũng lập tức thay đổi phương hướng. Rõ ràng mục tiêu của gã cũng không phải là Hứa Thanh, mà là thanh niên đệ tam phong kia. Hiển nhiên, những câu gã mở miệng lúc trước đều là cố ý, vì để che lấp mục đích chân thật của mình. Vì vậy, trong khi hai người dùng tốc độ ánh sáng để tiếp cận mục tiêu của mình, cả hai bọn họ giống như đều hóa thành cầu vồng, xuất hiện ở ngay chỗ thanh niên đệ tam phong và hai tên tu sĩ hải thi tộc khác đang giao chiến. Âm thanh nổ vang lập tức bộc phát, thanh niên đệ tam phong há miệng phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên lui lại. Trong lúc nguy cơ chớp mắt, trên cổ đột nhiên hiện ra mấy cái ấn ký màu đen, đó là một đóa hoa sen. Lúc này nó đang huyễn hóa ra ngoài rồi trôi nổi trên đỉnh đầu của y, hóa giải một cái chí mạng đến từ tên thư sinh mặc áo đen. Bên kia Hứa Thành cũng đã tiếp cận, toàn thân bộc phát ra hắc hỏa, thiết thiềm màu đen cũng gào thét, mang theo phong mang kinh người, gần như là cùng lúc xuất thủ với Hứa Thành. Trong chớp mắt, hai tên hải tí tộc giao chiến cùng với thanh niên đệ tam phong, một tên bị xuyên thấu mi tâm, còn một tên thì bị Hứa Thành dùng dao găm cắt cổ. Tên bị xuyên thấu mi tâm kia rên thảm một tiếng chợt rút lui, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trước người lập tức hình thành một bức tượng thần sáu tay cực lớn, gầm nhẹ khắp bốn phương, cản trở thiết thiêm màu đen đang muốn công kích một lần nữa. Nhưng tên hải tí tộc bị Hứa Thành dùng dao găm cắt cổ thì lại không may mắn như vậy. Dao găm màu đen lập tức hóa thành hỏa diễm bao phủ gã lại. Hứa Thành đồng thời nắm tay trái lại, trực tiếp đánh vào ngực của đối phương, một đường phá vỡ huyết nhục thẳng đến vị trí của trái tim. Toàn bộ 28 đạo pháp khiếu trong cơ thể hắn lập tức triển khai, hắc hỏa bên trong cũng dũng mãnh điên cuồng lao tới. Ngay sau đó, tên tu sĩ hải thi tộc này hóa thành hỏa nhân, từ bên trong phát ra tiếng kêu gào thê lương thảm thiết. Cái bóng của Hứa Thành cũng thừa cơ mà bám lên, hùng hăng hấp thu dị chất trên người của tên tu sĩ hải thi tộc này. Nửa người của tên tu sĩ hải thi tộc này lập tức héo rũ, cộng thêm với hỏa diễm đốt cháy trên người, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng im bặt mà dừng lại, mất hồn mà chết. Về phần cái bóng, khí tức của hải thi tộc trên người nó càng lúc càng đậm, nhưng cũng rất nhanh bị tiêu hóa ép xuống. Nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế thì tất cả những việc trên đều chỉ phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Giết xong một người, Hứa Thành quay đầu nhìn tên thư sinh áo đen của hải thi tộc, trong vẻ mặt xuất hiện một chút bất ngờ. Hắn không nghĩ đối phương rõ ràng cũng lựa chọn giống như mình, mà tên thư sinh áo đen cũng lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không quan tâm thanh niên đệ tam phong vừa tránh được tử kiếp, mà là nhìn chằm chằm về phía Hứa Thành. Cùng lúc đó, truyền tống trận ở xa lúc này đột nhiên tràn ra chấn động, một tia khí tức truyền ra trong những tia sáng lấp lánh. Truyền tống trận cũng hơi vận chuyển, chỉ là tia khí tức này không hề mạnh mà rất yếu ớt, tựa hồ chỉ là truyền tống qua một tia khí tức dùng để quan sát bốn phía. Nhưng ngay sau đó, sau khi tia khí tức này tràn ra, không biết đã dùng phương pháp gì mà lại nhận ra được Hứa Thành. Khí tức kia hơi chút dừng lại, trong trận pháp truyền ra chấn động kịch liệt, một tiếng gào thét từ trong hư vô trận pháp truyền ra. Lại là ngươi, chờ ta tới, ta nhất định phải giết chết ngươi, đủ khốn kiếp. Theo tiếng gầm nhẹ vang vọng, một cỗ chấn động của trúc cơ đã mở huyền diệu thái, bất ngờ từ trên trận pháp tản ra. Đối phương chính là tên tu sĩ mở huyền diệu thái của hải tí tộc, đã mấy lần bị Hứa Thành cảm thụ được khí tức phá hỏng trận pháp, vẫn không thể truyền tống tới đây. Lúc này khi phát hiện ra khí tức của Hứa Thành, rõ ràng gã tức giận phi thường, đang chuẩn bị truyền tống tới đây. Chương 157, Hứa Thành mở huyền diệu thái. Sau khi nghe được tiếng gào của tên tu sĩ trúc cơ đã mở huyền diệu thái của hải thi tộc này, tên thư sinh mặc áo đen như có điều suy nghĩ, mà tâm thần của thanh niên đệ tam phong cũng hơi chấn động, cũng sinh ra một ý nghĩ rút lui. Hứa Thành nhíu mày không thèm quan tâm, hắn đang tập trung hấp thu linh hồn của tên tu sĩ hải thi tộc vừa bị mình đánh chết, sau đó nó dùng để trùng kích về phía đạo pháp khiếu thứ 29.
đồng thời thân thể của hắn cũng hơi nhoáng lên một cái, lao thẳng đến tên tu sĩ hải thi tộc bị thiết thiêm bầu đen đánh bị trọng thương, đang nhanh chóng lùi ra phía sau. Trong miệng hắn cũng truyền ra câu nói đầu tiên trong trận chiến này: nếu như người không muốn chết ở chỗ này, vậy thì lập tức ngăn cản tên áo đen kia lại cho ta. Nói xong thì Hứa Thành cũng không nhìn tên thư sinh mặc áo đen của hải thi tộc nữa, mà lao thẳng đến tên hải thi tộc còn lại. Hắn biết rõ chiến cuộc lúc này, bất kể là hủy diệt trận pháp hay là đánh chết tên thư sinh mặc áo đen kia thì tất cả đều đã chậm. Nếu như hắn phá hủy trận pháp sẽ lập tức bị ngăn cản, mà lựa chọn phía sau thì lại càng tốn thời gian hơn. Đối phương cũng không phải là kẻ yếu, và lại rõ ràng rất có tâm cơ. Đối thủ như vậy là loại mà Hứa Thành không muốn gặp phải vào lúc này nhất. Hắn muốn sau khi mở ra huyền diệu thái rồi lại gặp phải đối phương hơn. Cho nên lựa chọn tối ưu bày ở trước mặt hắn chính là kêu người thanh niên để tam phòng ngăn cản tên áo đen lại, còn hắn thì dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết tên hải thi tộc còn lại kia, sau đó hấp thu thôn phệ hồn của đối phương, rồi mở ra đạo pháp khiếu thứ 30, hình thành mệnh hỏa. Kinh nghiệm chiến đấu của Hứa Thành rất phong phú, từ nhỏ hắn đã bắt đầu tích lũy kinh nghiệm ở trong khu ổ chuột, cho đến bây giờ không biết hắn đã giết và đấu pháp với bao nhiêu người, cho nên sự nhạy cảm và sự phán đoán trong tình huống của hắn đã được rèn luyện từ sớm. Lúc này hắn dùng tốc độ nhanh nhất trong khoảnh khắc tiếp cận tên hải thi tộc còn lại kia. Tên tu sĩ hải thi tộc này khi còn sống là một loại dị tộc, cái mũi rất dài giống như là mũi voi vậy, đồng loại với tên tu sĩ dị tộc mà Hứa Thành đã từng gặp ở đảo Hải Tích. Ngay khi Hứa Thành đến gần thì hắn không dừng lại một chút nào, lập tức xuất thủ. Âm thanh nổ vàng lập tức vang vọng. Cùng lúc đó, sắc mặt của tên thư sinh áo đen cũng lập tức biến hóa, nội tâm nhanh chóng cân nhắc. Gã không hiểu cách làm của Hứa Thành trò lắm, thứ duy nhất gã có thể đoán được chính là đối phương sắp mở ra huyền diệu thái. Cho nên đối phương trong lúc này biết rõ gặp phải nguy cơ nhưng lại không trốn, ngược lại còn đi đánh chết đồng bạn hải thi tộc khác của mình. Nhưng điều mà gã không hiểu là cho dù là đối phương mở ra huyền diệu thái thì cũng sẽ có chênh lệch nhất định đối với Vân Trần đại nhân, đã là tu sĩ trúc cơ mở ra huyền diệu thái từ lâu. Dẫu sao thời gian tồn tại của huyền diệu thái là căn cứ theo số pháp khiếu để quyết định, nhưng bây giờ gã cũng không có đủ thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Tóm lại thì việc đối phương muốn làm, mình đứng ra ngăn cản là được rồi. Vì vậy ngay lập tức gã muốn phóng tới ngăn cản Hứa Thành. Người có khả năng tu luyện tới trúc cơ, không có người nào là kẻ đần cả. Tên thư sinh mặc áo đen hải thi tộc không ngốc, Hứa Thành cũng không ngốc, mà thanh niên đệ tam phong cũng không ngốc, lúc trước chỉ là phản ứng hơi chậm một chút mà thôi. Bây giờ nghe được lời của Hứa Thành nói, mặc dù không hiểu nhưng trong lòng lại biết rõ mình phải ngăn cản tên hải thi tộc áo đen mạnh mẽ nhất này là không thực tế, vì y không ngăn được. Về phần chạy trốn thì không phải là chưa từng nghĩ qua, nhưng chỉ cần tên trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái của hải thi tộc thành công truyền tống tới đây thì cho dù có chạy ra khỏi phạm vi ngăn cách bao phủ này và truyền đông cầu cứu thì cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Y cũng biết rõ sự đáng sợ của huyền diệu thái. Nếu bây giờ cái gì cũng không làm mà lập tức chạy trốn, vậy thì xác suất tử vong càng lớn hơn. Nếu như liều mình ngăn cản một cái, có lẽ còn có một chút khả năng giữ mạng. Sau khi những ý niệm này nhanh chóng chuyển động trong đầu của y, trong mắt y cũng lộ ra vẻ quyết đoán. Rõ ràng y ý thức được lúc này muốn bảo mệnh mình thì chỉ có một biện pháp duy nhất. Vì vậy y nghiến răng nghiến lợi, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, hùng hăng nhấn một cái vào trên bi tâm của mình, triển khai bí pháp thuộc về đệ tam phong. Thân ảnh trên bi tâm của y lập tức xoay người qua phía trước, lộ ra một khuôn mặt của nữ tử trắng bệch, thật khiếu còn chảy máu, nhìn mà giật mình. Càng quỷ dị chính là một cái chớp mắt, khi thân ảnh này quay người lại, giống như là đang đi ra từ mi tâm của người thanh niên đệ tam phong vậy. Thân ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn chia lìa với thân hình của thanh niên đệ tam phong, sau đó bỗng nhiên bay ra. Quỷ dị là thân ảnh này vừa bay ra, bay thẳng đến phía trước, nhưng phương hướng bay của nó không phải là chỗ của tên thư sinh mặc áo đen, mà là lao thẳng đến trận pháp đang lấp lánh chấn động, hình như muốn phá hủy trận pháp này đi. Ý định thật sự của thanh niên đệ tam phong chính là làm cho thuật pháp quỷ dị của mình đi phá hủy trận pháp, kể từ đó có thể hóa giải tất cả nguy cơ đang ập đến. Mà thứ duy nhất có thể ngăn cản pháp thuật quỷ dị của gã phá hủy trận pháp chính là tên thư sinh áo đen xuất thủ ngăn cản. Nếu tên thư sinh áo đen của hải thi tộc làm như vậy thì coi như là y cũng đã hoàn thành yêu cầu của tên tu sĩ đệ thất phong kia rồi. Làm như vậy vừa tránh được khả năng tên tu sĩ đệ thất phong hãm hại mình,
mà gã cũng trong khả năng nhất định phối hợp hoàn thành yêu cầu của đối phương. Đồng thời tên thư sinh mặc áo đen của hải thi tộc kia đại khái cũng sẽ không vì thế mà truy kích y, mà là đi bảo hộ trận pháp. Như vậy y có thể thuận lợi để chạy trốn khỏi chết. Về phần trận pháp kia cuối cùng sẽ vẫn được mở ra, vậy thì tên đồng môn đệ thất phong kia sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên. Như thế thì cũng không phải là không có khả năng chạy trốn, tìm được một con đường sống. Đánh bạc! Thanh niên đệ tam phong này chợt nghiến răng. Sau khi xuất ra một chiêu này thì không hề quay đầu lại mà nhanh chóng vọt đi xa với tốc độ cực nhanh, không tiếc tiêu hao mà thiêu đốt pháp khiếu, nháy mắt đã đi được rất xa. Chiến trường thay đổi và tốc độ tâm tư chuyển động thường thường sẽ không kém tu vi quá nhiều, chỉ trong một khắc có thể quyết định tất cả. Bấy giờ khi thanh niên đệ tam phong bỏ chạy, thứ quỷ dị do y thả ra lao thẳng đến phá hủy trận pháp. Tên thư sinh áo đen của hải thi tộc cũng biến sắc, lập tức có một loại cảm giác trước sau đều khó cản. Với gã mà nói, việc quan trọng nhất dĩ nhiên là khiến cho Vân Trần đại nhân thành công giáng lâm nơi đây. Vì vậy, chỉ có thể bỏ qua Hứa Thành và bỏ qua thanh niên đệ tam phong, lao thẳng đến bảo vệ trận pháp. Sau khi gã tiếp cận, toàn lực ngăn trở thứ quỷ dị kia, tiếng nổ lập tức vang vọng. Hứa Thành cũng không hề bất ngờ với lựa chọn của thanh niên đệ tam phong. Lúc này, hắn đang dùng toàn lực xử lý tên hải thi tộc còn lại, sắc mặt của tên này cũng đang đại biến. Mặc kệ gã dãy giụa như thế nào, điều khiển pho tượng chấn áp Hứa Thành như thế nào, tất cả đều vô dụng. Ngay sau đó, thiết thêm màu đen gào thét lao ra, trực tiếp xuyên qua pho tượng rồi điên cuồng hấp thu. Lão tổ Kim Cương Tông biết rõ lúc này bên cạnh có người ngoài, cho nên chưa từng hiện thân, nhưng lực hấp thu lại không một chút nào lương tay. Nhưng lão cũng biết mình nhất định phải kiềm chế. Nói cách khác, nếu như lão mà làm ảnh hưởng tới linh thạch của Hứa Ma Đầu, vậy thì lão sẽ phải chịu đau khổ. Cho nên, trong khi lão không ngừng xuyên qua pho tượng, sau khi đã cắn nuốt được 7 thành của pho tượng, lão cố nén cơn tham lam lại mà bỏ qua cho pho tượng này. Mà cái bóng cũng giống như thế, thừa dịp không ai chú ý đến nơi đây, điên cuồng nhào tới, ôm lấy đùi của tên tu sĩ hải thi tộc kia bị lập tức khẽ hút. Tên tu sĩ hải thi tộc này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ đùi phải lập tức hóa thành tro bụi, trong mắt gã lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt, rất muốn lùi ra phía sau nhưng lại hoàn toàn không làm được. Con dao găm của Hứa Thành đã bay nhanh tới cắt cổ gã. Nguy cơ ngay trước mắt, tên tu sĩ hải thi tộc này cũng là loại người hung ác, sự sợ hãi trong mắt đã bị vẻ điên cuồng thay thế, trực tiếp tự bạo khiến một nửa pháp khiếu trong cơ thể nổ tung. Âm thanh âm âm lập tức bộc phát, gã mượn một nửa pháp khiếu bị nổ tung để đổi lấy lực lượng kinh người, bỏ qua cái bóng và tránh được thiết tiếp màu đen, cũng tránh được con dao găm của Hứa Thành, sau đó nhanh chóng rút lui về phía sau muốn chạy trốn. Cùng lúc đó thì thanh niên đệ tam phòng cũng hoàn toàn chạy ra khỏi phạm vi của nơi này, không nhìn thấy bóng dáng nữa mà thứ quỷ dị do y lưu lại. Cũng bởi vì khoảng cách quá xa mà càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng cũng tiêu tán dưới tay tên thư sinh áo đen của hải thi tộc. Xử lý xong những thứ này, tên thư sinh áo đen của hải thi tộc quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, thấy Hứa Thành đang truy kích đồng bạn của mình, vì vậy thân thể lập tức lóe lên để bay qua. Nhưng trong một cái chớp mắt này, tên hải thi tộc đang bỏ chạy ở phía trước Hứa Thành lại dừng lại, thân thể của gã chấn động mãnh liệt, từng thớ thịt trong cơ thể co thắt lại, há miệng phun ra một ngụm máu đen thật lớn. Máu của hải thi tộc là màu lam, nhưng thứ gã phun ra là màu đen, đó là do máu bị nhiễm độc. Loại độc này không phải Hứa Thành phát ra, mà là chất độc do lão tổ Kim Cương Tông khẩn cầu, cho nên được Hứa Thành bôi lên trên thiết thiêm màu đen. Vừa rồi một khắc khi thiết thiêm màu đen xuyên qua mi tâm của tên hải thi tộc này, thì chất độc bên trên cũng đã tản vào trong cơ thể của gã. Muốn phát tác thì lại cần có thời gian, cho nên ngay lúc khi tên hải thi tộc này tự kích nổ một nửa pháp khiếu, cơ thể rõ ràng đã vô cùng suy yếu, thế nên chất độc ẩn giấu ở bên trong cơ thể bỗng nhiên phát tác. Mà ngay khi chất độc này được phát tác, thì từng đạo hỏa diễm màu đen tạo thành từng con dao găm cách không, nhanh chóng bay đến. Lúc bay tới còn dấy lên từng dòng hải lưu, trực tiếp đâm vào trên người của tên tu sĩ hải thi tộc này. Tổng cộng có 6 chuôi, một thanh đâm vào cổ, một thanh đâm vào trái tim, một thanh đâm vào mi tâm, ba thanh khác đâm vào ba chi còn lại. Âm thanh phành phành liên tiếp vang lên, thân thể tên hải thi tộc này bị lực lượng của 6 thanh dao găm nhấc lên, ghim vào một bên, mà cái bóng và thiết thiêm màu đen cũng đã nhanh chóng áp sát đến. Thiết thiêm màu đen nhanh chóng xuyên thấu qua thân thể gã, cái bóng thì lại lao thẳng đến một cái đùi khác. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên,
Dao găm trên người của tên tu sĩ hải thi tộc này cũng đã hóa thành hỏa diễm màu đen, nhanh chóng bao trùm toàn thân gã. Mà Hứa Thành cũng không thèm quan tâm tới tên thư sinh áo đen đang tiếp cận. Giờ phút này hắn giống như giành giật từng giây một, ngay lập tức bước đến trước mặt tên hải thi tộc đang bị thương nặng, tay phải giơ lên nhấn một cái lên miệng của tên tu sĩ hải thi tộc này. Tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt, đồng thời sát hỏa trong cơ thể Hứa Thành bỗng nhiên tràn vào cơ thể của tên tu sĩ hải thi tộc này. Một luồng hấp lực lập tức theo cánh tay của Hứa Thành mà tràn vào trong cơ thể, hút hồn của tên tu sĩ hải thi tộc này. Trong sự kích động cùng với chờ mong của Hứa Thành, luồng linh hồn này lập tức hóa thành một loại củi đốt, lập tức thiêu đốt rất kịch liệt, sau đó phóng tới phía đạo pháp khiếu thứ 30 của hắn. Thân thể của Hứa Thành chấn động, đạo pháp khiếu thứ 30 lập tức được mở ra. Theo đạo pháp khiếu thứ 30 mở ra, đạo pháp khiếu thứ 30 trong cơ thể hắn trong khoảnh khắc hợp thành một thể, pháp lực tràn ra hóa thành từng sợi hỏa diễm, không ngừng hội tụ về đan điền của Hứa Thành. 30 sợi hỏa diễm nhanh chóng hội tụ, thành hình một cái vòng tròn nhỏ. Những sợi hỏa diễm không ngừng hội tụ, không ngừng bị thiêu đốt, không ngừng sáng ngời, cho đến khi ầm một tiếng, đoàn mệnh hỏa thứ nhất cũng là dấu hiệu đại biểu cho tu sĩ trúc cơ chân chính hoàn toàn được hình thành. Đoàn mệnh hỏa này vô cùng huy hoàng, ánh lửa tràn ra cũng vô cùng chói mắt. Trong khoảnh khắc khi đoàn mệnh hỏa hình thành, toàn bộ linh hải bên trong 30 đạo pháp khiếu của Hứa Thành cũng dấy lên những trận sóng lớn ngập trời. Từng cỗ chấn động điên cuồng hiện lên. Trong thời khắc này, mệnh hỏa mãnh liệt thiêu đốt, ánh lửa càng thêm kinh diễm. Ánh lửa từ nó chiếu rọi thông suốt tất cả 30 đạo pháp khiếu bên trong cơ thể Hứa Thành, từ những đạo bên trong thiên cung hay là những đạo pháp khiếu ẩn nấp trong cơ thể. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường hãn cũng ầm ầm bùng nổ từ trên người Hứa Thành. Thế giới trong mắt Hứa Thành bỗng trở nên không giống như lúc trước. Trong chớp mắt, tất cả mọi thứ bốn phía đều hoàn toàn thay đổi. Vạn vật thoáng cái trở nên chậm chạp hơn. Nước biển cũng như thế, bốn phía đang tàn vỡ cũng là như thế. Thư sinh áo đen ở đằng xa cũng giống như thế. Đối phương vẫn duy trì động tác lao vào tiếp cận, chỉ là động tác này trong mắt Hứa Thành biến thành cực kỳ chậm chạp, chậm đến mức làm cho Hứa Thành cảm thấy khó chịu. Thậm chí hắn còn nhìn thấy trước mặt mình có vô số bụi bặm, nhưng hạt bụi bặm này hình như có thể tùy theo ý niệm trong đầu của hắn mà biến lớn vô hạn. Quan sát nhập vi. Không chỉ có như thế, theo mệnh hỏa trong cơ thể Hứa Thành được thiêu đốt, theo hỏa diễm bốc lên, một cỗ lực lượng khủng bố làm cho Hứa Thành cảm thụ cũng phải hoảng sợ, khuếch tán ra khắp toàn thân. Pháp thuật của hắn được tăng cường rõ ràng, nhục thể của hắn cũng giống như được tăng lên vài cấp độ, linh hồn của hắn giống như được mặc vào áo giáp. Tất cả mọi thứ trong thời khắc này đã hoàn toàn bất đồng với trước đây. Trước đây, Hứa Thành cũng biết rõ mình hình thành mệnh hỏa và không hình thành mệnh hỏa sẽ không giống nhau. Nhưng bây giờ khi hắn tự mình đi vào cái trạng thái này, hắn mới hiểu được mình vẫn xem thường sự chênh lệch từ hai phía. Chúng nó hoàn toàn khác biệt, như là tu sĩ khác nhau hai đại cảnh giới vậy. Sau khi mở ra huyền diệu thái, 30 đạo pháp khiếu của hắn hóa thành 30 cái lò lửa đang điên cuồng tiêu hao. Mà lượng tiêu hao lớn như thế để hội tụ thành mệnh hỏa, tia sáng của mệnh hỏa sáng vô cùng, khí thế cũng cực kỳ cường hãn, khiến cho trong cơ thể Hứa Thành giờ khắc này giống như mở ra một cái lò lửa cực lớn vậy. Lão tổ Kim Cương Tông ở trong thiết tiêm màu đen bên cạnh cũng phải run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ và khát vọng mãnh liệt. Mà cái bóng bên đó cũng run rẩy, hình như tia sáng trên người Hứa Thành giờ khắc này khiến cho nó rất khó chịu. Nhưng lần đề thăng này của Hứa Thành vẫn chưa kết thúc. Trong khi tất cả mọi thứ ở xung quanh trở nên chậm rãi, thì trong mắt của hắn, nháy mắt khi truyền tống trận ở phía xa sắp mở ra, Hứa Thành cúi đầu, truyền đoàn mệnh hỏa này của mình lên bên trên chiếc mệnh đăng màu đen. Ngay sau đó, dưới đáy biển vang lên tiếng nổ, nước biển bốn phía quanh Hứa Thành lập tức điên cuồng nổ tung về bốn phía. Trong thời khắc này, một luồng khí tức khủng bố ngập trời khiến cho người ta phải biến sắc, lập tức bùng nổ trong cơ thể Hứa Thành. Mệnh đăng được thắp sáng. Trong khoảnh khắc này, lực lượng khủng bố vượt trên một đoàn mệnh hỏa từ trên mệnh đăng nổ ra, sau đó điên cuồng càn quét về toàn thân kinh mạch và toàn bộ huyết nhục của Hứa Thành. Những nơi nó đi qua, mọi thứ giống như được rót thêm sinh mệnh vậy.
Thân thể Hứa Thanh lắc lư rung động mãnh liệt, trong cơ thể hắn như có từng đạo thiên lôi đánh ra, tiếng nổ vang ngập trời, giống như lò lửa trong cơ thể của hắn đã không còn là lò lửa nữa, mà giống như một tòa núi lửa đang bộc phát vậy. Khí thế vô cùng mạnh mẽ, một cảm giác dễ như trở bàn tay tràn ra, khiến cho tất cả tồn tại ở nơi này phải hoảng sợ. Cùng lúc đó, ngay một khắc, khi khí tức kinh thiên động địa của Hứa Thanh tràn ra, truyền tống trận ở nơi xa cũng đã được mở ra. Tiếng cười dữ tợn của tên tu sĩ trúc cơ đã mở huyền diệu thái của hải thi tộc truyền ra từ bên trong. Truyền tống đã không thể bị ngăn cản nữa. Thân ảnh của gã cũng nhanh chóng hình thành. Tiểu tử nhân tộc, lần này ngươi không cách nào ngăn cản ta giáng lâm nữa rồi. Ngươi chết chắc. Chương 158, Thái Sơn áp noãn. Trên truyền tống trận, giờ phút này tên tu sĩ trúc cơ đã mở ra mệnh hỏa của hải thi tộc kia, đang nói thì bỗng nhiên im bặt. Khi còn sống, tên này không phải là nhân tộc mà là một dị tộc. Bộ dáng của gã nhìn như người bình thường, nhưng trên thực tế gã lại có tới 6 con mắt, ngoại trừ 2 con mắt ở vị trí bình thường. Trên mi tâm và sau gáy mỗi chỗ cũng có một con mắt, hai má cũng có một cặp. Lúc này thân hình của gã cũng đã xuất hiện được hơn phân nửa, bao hàm cái đầu và con mắt của gã. Bây giờ hô hấp của gã rõ ràng trở nên vô cùng dồn dập. Vô luận là 5 con mắt ở phía trước hay là con mắt thứ 6 ở phía sau, toàn bộ đồng tử của những con mắt này đều chợt co rút lại. Từ bên trong 6 con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cùng với một loại cảm giác không thể nào tin được, cũng không cách nào che lấp nội tâm đang biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người mở mệnh hỏa, còn không phải là một đoàn. Cái này. Tên tu sĩ trúc cơ đã mở ra mệnh hỏa của hải thi tộc, chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng. Thân thể run một cái, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến cho thần hồn của gã cũng đều run rẩy. Gã muốn phá hủy trận pháp, nhưng trận pháp đã mở ra đến trình độ như vậy, gã lại đang ở bên trong trận, cho nên không cách nào làm được. Vì vậy nhanh chóng gào thét về phía tên thư sinh mặc áo đen. Mau phá hủy trận pháp. Trên thực tế thì không chỉ riêng gã ở nơi này có cảm thụ như thế. Trong khoảnh khắc, tên thư sinh mặc áo đen của hải thi tộc ở một bên đang muốn tới gần Hứa Thành, gã cũng cảm thấy tâm thần của mình cuộn trào, bên trong giống như có một cơn sóng lớn động trời đang dấy lên vậy. Thật sự là lúc này hỏa diễm trong cơ thể Hứa Thành làm cho người khác cảm giác quá mức kinh khủng. Hỏa diễm bên trong cường hãn giống như một ngọn núi lửa đang bùng nổ vậy, khiến cho ánh mắt của tên thư sinh áo đen giống như bị vô số cây kim châm đâm tới, đau nhức vô cùng. Dường như gã không thể nhìn thẳng, nội tâm lập tức run sợ tới mức kinh thiên động địa, tâm thần cũng sắp muốn sụp đổ. Tình huống như thế này dọa cho thư sinh mặc áo đen không dám tới gần. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt trong lòng đã phá vỡ tất cả mọi thứ của gã. Ở trước mặt gã lúc này chỉ có duy nhất một con đường, đó chính là làm trái với bản năng của tộc quần, không nghe theo lời nói của người bên trên, mượn người vừa truyền tống đến để thu hút tâm nhìn của kẻ địch, còn mình thì phải nhanh chóng chạy trốn. Cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, gã thư sinh áo đen đã lập tức đưa ra quyết định, thân thể nhanh chóng rút lui, muốn chạy trốn ngay. Mà lúc này Hứa Thành đứng ở đằng xa cũng đã ngẩng đầu lên. Núi lửa kinh thiên động địa trong cơ thể của hắn không ngừng đốt cháy nước biển bốn phía, khiến cho chúng nó sôi trào khuếch tán. Nhất là hai mắt của hắn, thời khắc này từ bên trong nó có một tia lửa chói mắt chiếu ra. Bấy giờ cả người hắn tựa như hóa thành một vị thần. Hắn lạnh lùng nhìn rằng ánh mắt kia có thể dường như xuyên thấu qua tất cả bình chướng và ngăn cách. Dù chấn động của truyền tống trận cũng không ảnh hưởng chút nào tới hắn, trực tiếp bị hắn bỏ qua, sau đó tỏa đến trên người tên tu sĩ sáu mắt hải thi tộc. Hứa Thành vừa nhìn qua, tất cả mọi thứ ở trong mắt của hắn đều biến thành cực kỳ chậm chạp. Tên thư sinh áo đen đang bỏ chạy chậm gì, bụi bặm ở bốn phía giống như bất động, tất cả mọi thứ xung quanh dường như muốn hóa thành vĩnh hằng, mà chấn động của truyền tống trận cũng giống như nhỏ mực vào bên trong nước vậy, chậm rãi khuếch tán. Duy chỉ có thân ảnh của tên tu sĩ sau mắt hải thi tộc ở trong đó là tương đối nhanh một chút, nhưng vẫn chậm. Ngay khi bị ánh mắt của Hứa Thành nhìn tới, nội tâm của tên tu sĩ sáu mắt hải thi tộc lập tức nổ vang, vẻ mặt điên cuồng biến đổi, nội tâm không thể khống chế được mà rên rỉ. Hai đoàn, nhất định là hai đoàn mệnh hỏa. Nếu như tên tu sĩ đệ thất phòng của thất huyết đồng này đã tu luyện tới hai đoạn mệnh hỏa, vậy tại sao lúc trước
còn không cho ta truyền tống tới chứ. Đầy lòng của gã cảm thấy vô cùng bi thương, đồng thời trên truyền tống trận bỗng nhiên xuất hiện dấu hiệu bị hủy diệt. Hiển nhiên là một đầu truyền tống bên kia có người đang giúp gã phá hủy trận pháp để trốn khỏi lần sát kiếp này, nhưng đã chậm. Tay phải của Hứa Thanh giơ lên, nhẹ nhàng nhấn một cái về phía truyền tống trận. Một tiếng nổ vang lên, một đoàn hắc hỏa lập tức từ núi lửa bên trong cơ thể Hứa Thanh điên cuồng khuếch tán, bạo phát ra bên ngoài. Chỉ trong nháy mắt bao phủ tới phía bên trên truyền tống trận, một bàn tay hắc hỏa thật lớn cũng chợt cuốn về phía truyền tống trận. Một trường này tỏa ra nhiệt hỏa vô cùng kinh người, bên trên còn mang theo một khí thế tịch diệt. Theo nó hạ xuống thì mặt đất xuất hiện từng vết nứt, đại địa dường như bị sụp đổ. Toàn bộ hải tảo xung quanh lập tức héo rũ trở thành tro bụi. Khu vực nước biển xung quanh cũng bị bốc hơi trong chốc lát. Cả một khu vực tạo thành một mảnh ánh sáng, những tia sáng truyền tống trận lộ ra vẻ ảm đạm. Trong giờ phút này, thứ đang sụp đổ cùng với trận pháp chính là tâm thần của tên tù sĩ sau mắt hái tí tộc. Gã đang phát ra những tiếng gào cuồng loạn. Thân ảnh của gã không kịp tiêu tán, cảm giác nguy hiểm cực điểm cũng khiến cho gã phải phát ra tiếng gào giống thê lương. Gã liều mạng sử dụng toàn bộ lực lượng của mình, trên thân thể cũng mọc ra thêm 4 cánh tay, thế là 6 cánh tay toàn bộ giơ lên. Mệnh hỏa trong cơ thể bùng nổ và huyền diệu thái cũng được mở ra. Thời khắc này, gã không tiếc phá hủy tất cả pháp khiếu của mình, sau đó kích phát toàn bộ tiềm lực trên người, khiến cho thân thể hóa thành một đoàn hỏa diễm, toàn lực ngăn cản đại thủ hắc hỏa mà Hứa Thành đánh tới. Trong khoảnh khắc tung ra một đòn chống cự, gã còn phun ra một khối ngọc thạch màu lam từ bên trong miệng. Bên trong nó có 3 món pháp khí, bên trên biểu cảm dữ tợn còn mang theo tuyệt vọng và điên cuồng, nhưng vẫn chưa đủ. Tù sĩ có một đoàn mệnh hỏa, không xứng để địch với tù sĩ có mệnh hỏa kèm mệnh đăng. Trong nháy mắt tiếp theo, theo đại thủ hắc hỏa hạ xuống, theo tất cả vật chất bốn phía đều tan thành mây khói. Pháp khí của tên tù sĩ sáu mắt hai thi tộc nhổ ra không ngăn cản được một chút nào mà lập tức tàn vỡ, hỏng mất 2 cái. Cái thứ 3 cũng chỉ giữ vững được chưa tới nửa nhịp thở, cũng lập tức vỡ nát ra. Thứ cuối cùng tàn vỡ chính là khối ngọc thạch màu lam. Nó trực tiếp vang lên âm thanh kèn két rồi vỡ vụn. Tiếp theo là thân thể cường hãn mà tu sĩ hải thi tộc vẫn lấy làm tự hào. Thân thể này không thể ngăn cản, máu thịt lập tức đứt đoạn. Trong chớp mắt thì sau cánh tay của gã rốt cuộc mất đi 3 cái, còn 3 cái máu thịt mơ hồ. Bây giờ hai chân của gã cũng không cách nào thừa nhận được sức mạnh này mà âm ầm nổ tung. Vào thời khắc này, 3 cánh tay còn lại cũng toàn bộ vặn vẹo, cuối cùng vẫn không thể chống cự, âm ầm nổ tung, hóa thành một đám mưa máu màu lam. Giờ phút này, bàn tay màu đen của Hứa Thành mang theo khí thế nhẹ nhàng mà nghiền ép, hùng hằng vỗ tới rồi trực tiếp rơi vào trên mặt đất, nghiền nát tất cả những thứ phía dưới. Trận pháp cũng vỡ vụn tan thành mây khói, mặt đất xuất hiện một cái trường ấn thật sâu, đồng thời thân hình của tên tu sĩ sau mắt hái thi tộc kia cũng đã hoàn toàn nổ tung. Duy chỉ có một đoàn lửa màu lục ảm đạm vô cùng, giống như tùy thời có thể diệt vong, đang điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Tốc độ của nó cực nhanh, nếu trong mắt người chưa mở ra mệnh hỏa thì tốc độ đó đã là cực hạn, thậm chí còn không thể nhìn thấy rõ, nhưng trong mắt Hứa Thành thì vẫn là quá chậm. Thân thể của hắn bước ra một bước, tiến về phía trước, một bước lại hạ xuống, nước biển bốn phía nhanh chóng đổ tung, hai bên lập tức hóa thành 2 dòng hải lưu điên cuồng cuốn ngược lại. Dĩ nhiên là Hứa Thành lập tức đuổi theo đoàn lục hỏa kia. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt phá vỡ tất cả trở ngại, xuất hiện ở trước mặt tên tu sĩ sáu mắt hái thích tộc đang hoảng sợ. Tay phải giơ lên tự nhiên vung một chảo, hắn bỏ qua mệnh hỏa của đối phương, trực tiếp xuyên vào bên trong, giống như đang lấy trứng trong ổ gà vậy, bắt được linh hồn trong đó. Dù cho đối phương vùng vẫy như thế nào cũng đều vô ích. Cuối cùng, trong tiếng kêu gào thảm thiết của tên tu sĩ hải thi tộc, hắc hỏa theo thân thể Hứa Thành lập tức bao trùm đến, trong nháy mắt bao phủ linh hồn của gã, trực tiếp luyện hồn. Cho đến giờ phút này, cho đến khi tên tu sĩ hải thi tộc này đến chết cũng không thể lý giải được một điều, tại sao tên đệ tử thất huyết đồng này rõ ràng lại mạnh như vậy. Thế sao lúc trước còn nhiều lần không để cho gã truyền tống tới đây? Dẫu sao gã cũng chưa từng nhìn thấy người mở mệnh hỏa đến trình độ như Hứa Thành, cho nên trong nhận thức của gã, Hứa Thành không thể nào là người vừa mới mở ra mệnh hỏa được. Trong thời gian 3 nhịp thở, theo Hứa Thành buông tay ra, hồn của tên tu sĩ hải tí tộc đã bị luyện hóa vào trong cơ thể của hắn, giống như củi bắt đầu bị đốt cháy.
Làm xong những thứ này, Hứa Thành quay đầu nhìn thư sinh áo đen cách đó không xa đang bỏ chạy với tốc độ chậm gì. Nhìn qua thân ảnh đang bỏ chạy của đối phương, thậm chí Hứa Thành còn có thời gian suy nghĩ sự khác nhau giữa tu sĩ có mệnh hỏa và không có mệnh hỏa. Chênh lệch hoàn toàn đúng là quá lớn. Hứa Thành cảm khái, sau đó bước một bước về phía tên thư sinh mặc áo đen. Ở dưới tốc độ của Huyền Diệu Thái, thư sinh mặc áo đen căn bản là không thể nhìn thấy rõ. Theo nước biển một lần nữa nổ tung, Hứa Thành đã xuất hiện ở ngay trước mặt của gã. Động tác của tên thư sinh áo đen này còn không kịp biến hóa, hầu như ngay khi biểu cảm hoảng sợ vừa hiện lên, Hứa Thành đã giơ tay lên, hắc hỏa biến thành một con dao găm, lập tức vẽ một đường trên cổ của tên thư sinh áo đen. Đầu người và thi thể chia làm hai, nhưng lại được hắc hỏa kết nối cùng một chỗ. Theo hỏa diễm lan tràn ra, hai khúc đó một lần nữa hóa thành hai bộ phận, đồng thời bị đốt cháy, cho đến khi trở thành tro bụi tiêu tán. Hứa Thành mới quay đầu nhìn về phía thanh niên đệ tam phòng chạy trốn lúc trước. Lúc này đã không nhìn thấy thân ảnh của đối phương nữa rồi. Hiển nhiên người này đã trốn đi rất xa, cũng không biết rõ biến hóa ở nơi này. Hứa Thành hơi suy nghĩ một chút, sau đó cũng bỏ qua truy kích. Trong lúc đối phương chạy trốn, cũng đã thả ra một loại pháp thuật quỷ dị. Mặc dù mục đích cũng là vì để cho gã dễ dàng bỏ chạy và tự bảo vệ mình hơn, thậm chí còn có hiểm nghi khiến hắn trở thành mục tiêu, nhưng xét ra thì cuối cùng đối phương cũng đã giúp hắn một động tác nhỏ. Cho nên sau khi Hứa Thành thu hồi chiến lợi phẩm nơi đây, lại kiểm tra bốn phía xung quanh một chút, sau khi xác định nơi đây hoàn toàn chính xác, không bỏ sót thứ gì, thì lúc này thân thể mới nhoáng lên một cái, bỗng nhiên lao về nơi xa, trong chốc lát biến mất khỏi nơi này. Dưới Huyền Diệu Thái, thế giới dưới đáy biển bay nhanh trong mắt Hứa Thành. Tâm tình của hắn cũng rất là kích động, có một loại cảm giác rất khó tả. Cái loại cảm giác cường hãn đến từ thân thể này khiến cho Hứa Thành cảm thấy rất là an toàn. Tốc độ của hắn cực nhanh, trúc cơ tầm thường căn bản là không thể nhìn thấy. Nước biển là thứ ảnh hưởng duy nhất tới hắn. Đồng thời theo sự quan sát của hắn, cảm giác núi lửa bùng nổ trong cơ thể khiến cho ngay cả chính hắn cũng phải kinh hãi. Không biết so với đội trưởng, sức mạnh của ta bây giờ như thế nào? Hứa Thành thì thào trong lòng. Hắn cảm thụ mệnh hỏa đang cháy ở trên mạch đăng, cũng sâu sắc ý thức được sự kinh khủng của Huyền Diệu Thái. Tất cả mọi năng lực đều giống như được lột xác vậy. Trong lúc Hứa Thành bay nhanh, hắn giơ tay phải vung lên, một vùng hỏa hải cực kỳ cuồng liệt hơn so với trước kia lập tức ầm ầm tản ra, nháy mắt phá hủy một cái truyền tống trận của hải thi tộc. Sau đó hắn nắm tay cách không nhấn một cái về phía mặt đất, đại địa lập tức nổ vang, từng vết nứt đột nhiên tuôn ra, một cái hố sâu thật lớn lập tức được tạo thành. Hắn tiếp tục giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, nước biển bốn phía bỗng nhiên cuộn mình lại. Theo một ý niệm của hắn, tất cả dũng mãnh lao vào cái hố sâu, sau khi lấp đầy tạo thành một vòng xoáy ầm ầm chuyển động về phía xung quanh. Lực sát thương của nó phải nói là vô cùng kinh người, chốc cơ tầm thường chỉ cần đụng vô một cái thì nhất định sẽ tàn vỡ thân thể, hình thần câu diệt. Pháp thuật, thân thể, tất cả đều là như vậy. Tinh thần Hứa Thành vô cùng phấn khởi. Hắn chợt dừng lại ở một chỗ vắng vẻ trong thế giới dưới biển. Theo nước biển bốn phía truyền đến những tiếng nổ chậm chạp, Hứa Thành cúi đầu nhìn cái bóng của mình, lại phất tay lấy ra thiết thiêm màu đen, nhìn lướt qua cả hai bọn nó. Cái bóng lập tức run rẩy, lão tổ Kim Cương Tông trên thiết thiêm màu đen cũng run sợ mãnh liệt. Trên thực tế thì từ lúc Hứa Thành mở ra Huyền Diệu Thái, chúng cũng lập tức trở nên an tĩnh. Bởi vì sau khi Hứa Thành mở ra trạng thái này, đã khiến cho bọn nó cảm thấy hắn rất là kinh khủng. Lại càng không cần phải nói, sau khi Hứa Thành mở ra loại trạng thái này, còn tỏ ra kinh khủng hơn cả tu sĩ mở ra một đoàn mệnh hỏa. Hắn dễ dàng đánh chết một tu sĩ đã mở ra một đoàn mệnh hỏa từ lâu, dễ dàng cứ như là giết một con gà vậy. Ví von khoa trương hơn là khí tế tựa như một ngọn núi Thái Sơn ép noãn vậy. Điều này khiến cho bọn nó cảm thấy Hứa Thành đáng sợ tích cực điểm. Thời kỳ khảo hạch đã đến rồi, Hứa Thành chậm rãi mở miệng. Hết chương 158. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.